Mimi, đây chào em ơi. Chúng ta lên vlog. Hai. Nào. Chào cánh cô nhanh. Làm ăn ngược ngạo. Chào nó. Đau quá. Và ok, trước khi bắt đầu thì hãy kéo xuống, nhấn đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo về video mới nhất nha. Kia vượt trên nhà mình à? Đẹp quá, em... Dạ vâng ạ. Ở đây rất là nhiều xe các bạn ạ. Thế đây là bọn mình đã từ bên kia, bọn mình quyết định là đi qua cầu và sang bên này. Nhưng mà chỉ tiếc là không có lối xuống mà phải lội. Đáng yêu thế. Đấy lớp mấy rồi? Lớp mấy rồi? Em lớp mấy? Lớp 6. Lớp 6 rồi á? Ô nhưng ở đây từ đây đi học có xa không? Không. Không. Vô ngoài nó học chấm á. Dạ. Lên Hà Nội chơi với anh không? Có muốn đi Hà Nội không? Không á? Không muốn đến thủ đô chơi một lần à? Bọn em đi từ xa thấy đẹp quá, rộng quá nên là đi qua cầu xong xuống đây. Còn bọn em định đến rừng tràm cơ. Cũng đi đến đây không rẽ trái đúng không ạ? Chỗ cầu ấy ạ. Dạ. Dạ vâng. Ui, nước như nước ao ngày xưa, cảm giác như ngày xưa lắm. Tức là anh quyết định xuống thật à? Anh thật, anh đua rồi. Hay là em xuống cùng anh nhỉ? Em xuống nước cùng anh đi, nước là một cảnh. Thật á? Thật luôn. Căng nhỉ? A few moments later. Okay, bây giờ thì sẽ xuống dưới. Thế anh nhảy à? Anh nhảy thật đấy, anh nhảy đùa. Ôi, có bùn không ạ? Xuống đây. Tôi với ông Ti xem thằng nào bơi ra bờ sông bên kia nhanh hơn thằng mắc cổ không? Xuống đây. Chơi. Chơi. Đã bảo bơi đi. Chơi. Chơi cho ông. Có tập chơi. Leo xuống rồi, ướt hết. Bọn mày chuẩn rút không ai cứu được đâu. Chơi không, chơi không? Thôi lên đi, lên đi. Nói thật đấy. Yên tâm. Em chỉ phải canh tiền thôi, còn em thì không sao. Em chỉ thế này thôi. Đuối quá bảo em nhá. Kêu. Kêu kêu kêu. Ui anh Tuấn ơi, đẹp cực luôn. Quay qua gốc cây này, ui cinematic luôn anh ạ. Mày cháu kêu một miếng xoài với anh. Bây giờ nó bẻ anh lắm. Bẻ anh nhìn lạnh. Không khéo quá. Ngay nhau rồi đây là không khéo. Công an không uống hai ba gà đâu, có tử đâu. Có tử nó hoành hành rồi. Ối. Nhưng mà có thể khéo miệng đấy. Đúng chuẩn ngon luôn. Rút sáo rồi đó. Lên đi, ngắt nhiều quá rồi. Trời ơi, chỗ này em sao mà ăn hết được. Bé ngắt cho bọn mình ăn một đống như này. Lên đi, nắng quá. Nhiều này ăn bao giờ cho hết? Để dài á. Nhưng mà phải có dây bó. Từ từ, tay con đang cầm xoài này. Không cầm được. Đi vào trong kia đã. Hôm nay vậy đó, thằng nó khủng khủng. Mua thêm đồ ăn ở đây thôi. Này đi bò. Ai là ấy số điện thoại vô là nó nổi Facebook lên ha mày. Nó nổi vô lao lên hả? Đã vào đây chơi nhờ xong còn ăn kè. Bây giờ ở đây đến tối luôn các bạn ạ, không đi rừng tràm nữa. Tự dưng không hiểu vì sao lại mò ra. Mò ra đây. Ăn kè, uống kè. Ôi trời. Ở
còn cá, hết cá rồi. Không? Chị ơi, chơi mỏi ở đây chỗ nào có bán cá hay bán thịt không ạ? Cá hả? Như này đâu có bán. Mua vậy, mua vậy. Dạ, cá. Cá không có, có gắn mà. Dạ vâng. Dạ, nhanh thở đây. Sao mà ngồi lặn lội. Chúng mình đã đến chỗ này chợ nhưng mà đây. Hai con thôi. Mua hai con nhá. Ôi. Khỏe thật đấy ạ. Ôi, cá, cá tươi. Em bán rau à? Có rau gì lạ lạ nhỉ? Ăn cá lóc thì hợp với rau gì? Cá lóc sẽ nướng. Thì ăn thêm món rau thì ăn rau gì nhỉ? Một món rau luộc ý. Cái rau này để ăn lẩu đúng không? Không còn rau gì lạ lạ thôi nào. Thế cái này là cái gì vậy? Ăn lẩu. Anh Minh ơi, bắp cải nhá. Cho chị một cây bắp cải đi. Anh tôi làm rớt cá. Buộc chặt vào nhá. Không đi giữa đường mà nó trôi thì em chịu đấy. Buộc chặt vào. Thêm nút nữa cho chắc. Ok. Nắng quá các bạn ơi. Và chúng mình chuẩn bị về để nướng cá đây. Hy vọng là sẽ đủ với hai con cá. Chúng tôi đã có một cuộc đi khá là gian nan nhưng mà thực sự khá là vui và có những trải nghiệm gọi là tuyệt vời anh ơi, tuyệt vời tuyệt vời. Và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu đi nướng cá. Cơm đây nhà chị nấu nướng cho okay. Nhá. Hãy cùng bọn mình bắt đầu đi nướng cá nhá. Úi giời. Sao lại không phải đập à? Tóc tai này, nghe có chán không? Ôi mồ kê nhễ nhạ. Ui. Trời, mua hai cá nhìn hết ham rồi. Cái này để xiên cá ăn nướng hả? Có đâu. Thế làm gì? Đi câu cá. Thịt lợn hả? Thái chưa đấy. Dạ? Thái rồi. Thái rồi chứ chưa cắt mà. Cái này để làm gì? Này á. Bạn lúc đầu là cần câu đúng không? Thế bây giờ để câu cá tiếp à? Cái này đâu có, cái này lấy lên lùa gà. Lùa gà. Ui, nắng quá nhỉ? Ủa? Có phải cái gì treo ngồi chị ngồi nắng quá. Rồi, câu nếu có cá không mi? Dính được con. Dính được con á? Anh câu được cho anh nhá. Đẹp trai lắm anh ơi, quay xa đẹp trai lắm. Cả hai anh. Xong. Nào, úi giời cái mông. Bọn mình chưa bao giờ làm cái này. Thề em chưa mổ cá bao giờ. Wow. Em chưa làm cá bao giờ. Nóng quá là biến ra nắng. Dạ. Oh. Lên nướng thì biến nướng đi. Trời ơi, bà nội. Nướng ở đấy à chị? Ê. Rau này đang rồi. Vâng. Ui. Cắm xong rồi bọc nó xung quanh à? Bọc rơm xung quanh không đốt à?
Dạy cái đầu kia không cắm thì cắm cái đầu nhỏ bà nội ơi. Cho cái đầu nó xuống là nó chín. Nên cái đầu đấy không ấy. Hay mình xiên lại con cá à? Nắng quá. Gãy cây nha. Ui gãy đấy hả? À? Sao nó đổ? Xiên lại con cá ấy à? Xiên lại đầu ngược lại thì nó ấy. Bà kia nè, bà kia cái này xuống mới đúng mà. Kim cái đầu xuống cái đầu cho nó chín thì biết không? Cái đuôi nó chín sao? Đúng rồi, đúng rồi. Làm ăn ngược ngạo. Hơi hơi ấy. Này hơi cứng đúng không? Đúng rồi. Đến nữa gà đấy. Đây nè, đến đây nè. Rồi rồi, nó hết ngã rồi, được rồi. Được rồi. Có đang quẹt không? Có, bà lấy gom đi. Lấy hết gom, không chảo đầu luôn. Cái gì đây, mấy ông làm gì đấy, mấy ông gì mà mấy ông hú ghê. Chịu quá. Chỗ này vô này để nó cháy lan nè, nắng. Cầm cho em để em, có cần thêm rơm không? Ở đây. Vậy để nướng gì nó thơm không? Ui, thế trong tí nữa nửa nó bung 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 bung. Wow. Thật là chuyên nghiệp. Rơm này nó dễ cháy nhở? Đứng lên chờ nóng quá. Nóng quá. Xem không? Ui chết rồi, nhắm mắt rồi. Có gì đâu. Ui nửa nó cháy rồi bỏng. Nóng thật. Cứ đi vô rồi á. Thế tí nữa lại ra đốt tiếp à? Có đâu. Cứ có để thế thôi á. Phải nó không chín thì nhưng mà cá này nhanh chín thế à? Ui đấy, phải check in cái mặt mình vào để cho các bạn biết chứ không các bạn lại bảo mình quay cái gì giữa trưa nắng xong rồi lại nhờ chị nướng cá. Mimi đây, chào em ơi, chúng ta lên vlog hai nào chào cái coi nhé. Nào, chào cái. Xin chào các bạn. Chào các bạn. Đây là bé My. Một bé gái miền Tây. Ở này miền Nam mà chị. Tây Nam Bộ đúng không? Chị cũng học được địa lý vậy, chị ngu địa lý đâu. Vẫn tốt nghiệp là câu 2 rồi, biết rồi đấy. Không được. Chưa tại là từ lúc vào này đi đâu đi thì sao nhiều quá. Sao ở đây ăn chưa đó không à? Nhiều quá nên em đi thử nước ăn ăn để hết cả người. Cái này để có cá chị, cái này nhiều. Năm ấy nè, để cá mắm. Wow. Mắm cá chấm đặc bài đấy. À tí bột canh hay là canh gì đấy. Phải bây giờ ăn me hay ăn chanh? Ăn me đi ạ. Me cho lạ chứ chanh mình ăn suốt rồi gì đúng không? Có thể ở đây đặc bài là me là chanh à? Mắm cá nướng thì ăn me ngon hơn. À. Thế ăn me thôi. Em hết giờ mẹ. Đặc bài thôi. Ăn sống được không? Được. Bà dám ăn không? Chua lắm á. Thử miếng coi. Từ đầu video là cảnh zoom nước xuôi này thì cảnh nhiều cảnh. Chắc là ăn được đúng không? Ăn sống được đúng không? Được. Nhớ chua lắm à? Ăn trái sống kìa còn ngon nữa, trái sống màu xanh. Thường thôi, nhiêu được rồi, nhiêu rồi. Nhiều quá nó chua. Né né làm gì? Ít nấu đường. Em này ngon, nghĩa là cho rất nhiều là mới ngọt đấy. Ừ. Ừ, chua bình thường, ăn được mà, ngon. Mày không ngon. Chua lắm. Không chua, bình thường. Chưa để mắm nữa. Em này là My. Còn đây, đây, còn đây là bạn Hoàng bạn ạ. Cái gì thế lạ lắm. Yeah. Chắc là ăn được rồi chứ ạ? Nhanh thế hả? Ôi này nhanh mà nó còn gì nè. Không nhanh chắc khỏi ăn. Cắm này cũng đắt con dơ. Đi vào đi. Ký mấy chục bán cá này ký nhiều ạ? 45 nghìn một ký ạ. Đây là
đắt hay rẻ? Tại vì đi cái chợ gần đây thì không có, hết sạch rồi. Yeah, hy vọng là hai con đủ ăn. Cơm rồi. Thôi chị ăn cùng ăn cho vui. Mọi người cùng ăn cho vui. Yeah yeah yeah. Nóng giò mà đi mua con dép. Cá ok, cá ok mọi người ơi. Ui. Ui. Lấy gì? Củ ấy. Đi đây. Dạ. Rửa cắt các loại. Ủa, sao anh không cắt? Cắt đi anh. Làm đang đi anh. Dao đâu? Kéo đâu? Dao chứ. Đây, cắt. Có kéo này. Cắt kéo đi cho dễ. Kéo thì ngon. Cái đĩa thịt này nhiều hơn hôm qua đấy, tiền ạ. Bao tiền thịt này? 90.000. Hôm qua là hết 140 đấy. Tất nhiên mình tự nấu phải gác chứ anh. Thật. Đơn giản mà. Chào anh nhá. Cảm ơn em. Ao mẹ rồi. Đâu, bút rồi. Con này là F bao nhiêu, F4 à? À, F2.5 cửa kinh nhỉ? Được. F1.8 ạ. Tại vì anh vừa hình như là room lên nó bị 1.8. Em ở đây có giờ đi chơi với bạn không? Lens kit thì là nó thế. Bao giờ chiều có đi chơi thả diều hay gì với bạn không? À, cơm cháy làm, tối cơm cháy làm. Ở dưới có cơm cháy à? Vui dữ. Em sẽ chơi bạn vui nhá. À, anh Du. À. Ồ. Ờ, thôi đi. Du ngồi là chơi vào đây. À, bỏ ra da ở đây nó không đắng. Ừ. Bỏ ra. Ngon không các bạn ạ? Ngon không? Ngon các bạn ạ. À, nó không phải ra ngoài cứu đâu gì đâu. Bỏ rau nhái. Thử ăn đi anh. Đứng ra ngoài cứu mình sợ hơi đắng đắng. Cái này có mổ chưa, chưa mổ không? Chưa mổ anh. Không. Ăn được hết mà. Còn giống rau bà Hà lắm. Mát mát à? Giống rau bà Hà. Ok. Rau này rau gì? Nhái. Rau nhái. Rau nhái. Ăn gỏi cá nướng thì chúng ta có một miếng cá nướng này. Nên ăn cả da đi bởi vì nó sẽ hơi bị đắng nhưng mà nó sẽ ngon hơn. Và một miếng chuối sống này và một ít rau nhái. Ừ, rồi. Ok, chúng ta quấn vào xong cứ thế mà đây cho một ít nước. Dạ. Yeah. Nước mắm. Mắm me. Thôi, ok, sau khi đã ăn uống no say thì bây giờ chúng mình sẽ phải đi tiếp. Cảm ơn chị tên gì nhở? Tên rồi. Lúc nãy đã hỏi tên đâu, chỉ biết là tên bé My thôi mà. Kiều. Chị Kiều. Có gì thì chúng mình sẽ quay trở lại đây và xin ăn tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau vào mỗi thứ bảy hàng tuần nha. Bye bye. Không biết là mọi người đang ở đâu nữa rồi. Xung quanh mình chỉ toàn là cây và cây thôi.